Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện giờ mình đang đứng ở dưới xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay mình giới thiệu bán chiếc ghe này để cô chú anh chị và các bạn có mua thì liên hệ. Anh, ghe này gọi là ghe gì? Ghe cào. Ghe này là cào gần bờ đúng không? Tôm rồi. Cào là cào ốc, cào cá, cào tôm. Rồi máy này máy gì anh? Isuzu động cơ thủy. Cái gì anh nói lớn lớn cái máy gì? Isuzu. Isuzu động cơ thủy á. À. Này là ghe là ở dưới đồ làm ngon lành hết rồi phải không? Ngon lành, ghe mới làm. Mới làm. Mới làm mới cháo luôn. Ghe 8 mà dưới hết. Đây là mình quay cho các bạn coi từ ở cái mũi ghe nè xuống ở sau lái nè. Anh ơi, chiếc ghe này là bao nhiêu tấn vậy anh? Khoảng 7 tấn biển á. Ghe này là khoảng 7 tấn nha các bạn. Rồi khi bán ghe là lưới đồ đầy đủ trên ghe luôn ha anh Đầy á. đủ, đầy đủ hết. Đây là ở sau chiếc ghe. Có lưới đồ đầy đủ luôn. Ghe này là cào ốc, cào cá đồ đủ loại hết ha. Tùy theo lưới phải không? Tùy theo lưới, tại vì nó có tới mấy cái miệng cào luôn. À. Chiều dài chiếc ghe này bao nhiêu mét anh? 12 mét. Chiều ngang qua 3 mét. À, đó là đúng chuẩn luôn phải không? Đúng chuẩn. Đây là mình xuống ghe nha các bạn. Đây là ở trên mui. Đây là trên chỗ chỗ lái, chỗ tài công. Đây là ở trước mũi ghe nha các bạn. Đây là chỗ cái hầm. Nhìn lại sao cái hầm này mình để mình đựng cá đựng đồ phải không? À, đựng dầu hả? Dạ. Cá là đựng trên thùng mót. Đây là ở sao chỗ này là thường kéo cào lên phải không? Chỗ này là thường là kéo cào lên. Đây là máy nằm trong đây.
Máy này là máy Isuzu nha các bạn. Đúng luôn anh, đúng loại máy, đúng loại của máy những chiếc ghe này. Động cơ thủy luôn á. Loại ghe này là giá bán 180 triệu anh. Ghe này giá bán 180 triệu nha các bạn. Thì cô chú anh chị nào có mua thì liên hệ qua số điện thoại, chúng mình để số điện thoại lên. Thì thôi mình xin kết thúc cái video này. Mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của mình.